Chào bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân đầu tiên trong ngày đến với gia đình của anh Sơn ở thành phố Hạ Long để khảo sát tư vấn thiết kế cho anh một cái ngôi biệt thự 2 tầng theo phong cách hiện đại. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi về với thành phố Hạ Long xinh đẹp để cùng xem chúng tôi ứng dụng những công nghệ mới nhất vào trong quá trình khảo sát cũng như là thiết kế các bạn nhé. Ok, chào các bạn. Tôi đang có mặt khuôn đất của gia chủ chúng ta, các bạn nhé, ở thành phố Hạ Long, anh Sơn. Đây là cái con đường của chúng ta, phía trên này là ngõ chính để đi xuống gia đình đây. Thì cái từ phạm vi phía trên đi xuống đây nó hơi dốc các bạn nhé. Xuống đây bắt đầu bằng này này. Thì cái cốt sân của chúng ta thì đang thấp hơn cái cốt nền đường khá nhiều các bạn ạ. Đây, cái khuôn đất của gia đình anh đây. Kích thước bề ngang này lúc nãy anh nói là mười mấy mét anh nhỉ? 17 mét, và chiều sâu của mình là 19 mét. Vâng. Ok, 17 và 19. Ở đây cấp điện là cấp từ phía ngoài này, công tơ phía ngoài này đúng không anh? Vâng, cấp nước sạch của mình cũng từ trước luôn đúng không anh? Vâng, nước sạch sẽ từ đây, từ cổng vào các bạn nhé. Thế thì hệ thống thoát nước của mình thì sẽ thoát ra đâu anh? Sau nhà có đường cống. Sau nhà, sau... Vâng. Vâng. Rãnh thoát nước chung ở phía sau nhà anh em nhé. 17, 19 và phía sau thoát nước sau nhà đây. Thế là cái bờ tường của mình là đến đây đúng không anh? Vâng. Đất của nhà mình đây. Đến đây. Là còn cái mương nằm giữa hai bờ tường kia. Vâng. Cái này là bể nước hay là... Vâng, ok anh. Còn đất của nhà bên kia phải đắp lên cao hơn nhỉ? Thế hôm sau mà phá nhà này thì xuống sẽ xử lý toàn bộ đây hết. Để chúng ta sẽ đi ra phía sau nhà này nữa để ngắm hơn, không gian kỹ hơn. Này. Rồi, ok. Thế khi mà anh xây thì anh sẽ đẩy sát ra sau này luôn hay sao? Sát hết về sau đến mép tường này. Mép tường luôn đúng không? Ừ. Ok. Xây sát hết vào tường. Hướng chính của mình là dự kiến ra đường đây đúng không anh? Một sảnh chính đây và một sảnh phụ bên này. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát của nhà anh Sơn ở thành phố Hạ Long, dự kiến xây dựng một cái ngôi biệt thự 2 tầng hiện đại theo phong cách mái Nhật các bạn nhé. Với kích thước là mỗi sàn là 9x11m², tổng mức đầu tư của anh là 1,2 tỷ đồng. Ok, sau khi bay flycam lên cao thì tôi xác định được khuôn đất của gia đình anh như sau các bạn nhé. Đây thì cái khuôn đất của gia đình anh thì theo sổ đỏ thì so với cái này thì nó cũng đang lệch nhau, nhưng mà không sao. Đấy, một chiều 17 và một chiều còn lại thì nó rơi vào phần 20. Ok, thì anh sẽ xây dựng cái ngôi nhà của mình các bạn nhé, đẩy lùi vào hết phía sau này và trừ các hành lang, đây là tầm cứ 1,5 m và khoảng 7-80 phân ở phía sau này, để làm sao khi cái thiết kế ngôi nhà này sẽ trừ được một cái khoảng sân cũng cơ bản nữa các bạn nhé. Đây, khoảng sân gần 8 mét nữa. Ok, một số yếu tố như sau: cấp điện này, cấp nước này, thoát nước này, và bốn bên là hàng xóm. Hướng sẽ là hướng vuông góc với đường là 282 độ Tây. Hiện tại thì cao độ giữa mặt đường mặt đường này so với cái mặt sân này đang chênh nhau gần tầm 1 mét các bạn nhé. Nên trong quá trình thiết kế móng các bạn bàn bạc lại với chủ nhà làm sao cho hợp lý. Đất ở đây là đất cũng khá chắc và phía dưới là cát. Thì phương án móng băng hay móng bè thì lúc đấy chúng ta sẽ là cùng kiểm tra kết cấu và phối hợp với chủ nhà để làm sao nó phù hợp với cái túi tiền của gia đình đưa ra. Và trong cái bản thiết kế này các bạn lưu ý là cái khi mà phòng bếp sẽ là ở trong nhà các bạn nhé. Lần nữa anh có đưa ra là phương án ở ngoài nhưng bây giờ sẽ đưa vào trong. Trong thì làm sao để mà trong cái quá trình nấu ăn thì nó không ảnh hưởng mùi lên trên chỗ phòng khách, thì có thể là sẽ là một cái cửa đẩy bằng kính, nhưng mà yêu cầu nhà phải sáng và thoáng, lấy được ánh sáng tự nhiên và lấy gió các bạn nhé. Đấy là những yêu cầu chính của gia đình anh để làm sao căn nhà nó hài hòa.